Mâm cơm của chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu bằng món canh mây nhé. Đầu tiên thì mình sẽ phi hành. Phi hành cho thơm và mình sẽ xào cà. Nêm chút xíu nước mắm vô cà nha. Mục đích mình xào cà để cho cà hơi mềm và sẽ ra màu rất đẹp sau khi mà canh nấu xong. Sau đó thì mình sẽ cho nước. Mình sẽ nêm vào trong nồi canh này khoảng 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng rưỡi muối. Vì món này là có cà chua đó nên mình sẽ nêm nửa muỗng đường nha. Canh sôi rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu cho trứng vô. Cái tên canh này là canh mây, tức là khi mà mình cho trứng vào lúc mà nước sôi đó thì cái trứng nó bồng bềnh lên giống như mây vậy đó các bạn. Nồi canh của mình đã hoàn thành rồi đó. Món tiếp theo trong mâm cơm ngày hôm nay của mình là khổ qua xào trứng. Trước tiên thì mình sẽ làm nóng chảo. Chảo dầu nóng nè, cái tỏi phi cũng hơi vàng rồi. Mình cho khổ qua vô đảo nha. Mình xào món này bằng trứng vịt nha cả nhà. Thì mình nêm vô trứng một ít tiêu, một ít muối và một ít hạt nêm. Khổ qua mình cũng không cần xào mềm lắm, bởi vì mình có thể ăn giòn á thì nó ngon hơn. Mình cho trứng vào trong khổ qua luôn nha cả nhà. Món kế tiếp của mình trong mâm cơm hôm nay là món vịt kho thơm. Trước tiên á thì mình sẽ làm nóng chảo. Mình cho một ít dầu. Mình áp chảo cái miếng vịt này để cho cái da của nó sẽ có cái màu hơi rám rám. Rồi sau khi mà mình đã áp chảo rồi, cái mặt của cái miếng vịt đó nó hơi vàng rồi, mình sẽ lấy ra và mình cho cái chảo khác lên. Lúc này mình mới phi một ít hành tỏi. Mình xào thơm xong rồi thì sẽ cho nước. Mình nêm vào đây nha, với cái phân lượng mà nửa con vịt này thì mình sẽ nêm 1 muỗng rưỡi nước mắm, nửa muỗng đường, một ít hạt nêm. Mình cũng muốn cho cái vịt này nó có màu hơi đẹp xíu cho nên mình sẽ nêm vào đây một ít nước màu. Mình cho luôn cái thơm mà mình đã chuẩn bị vào. Mình cho thơm vào hầm tiếp khoảng 20 phút nữa thì vịt sẽ mềm. Tùy theo vịt, nếu mà chưa mềm thì mình hầm thêm 5 phút, nhưng mà khoảng đó là vịt đã mềm rồi.